tour đi câu cá và tour lặn biển tự túc tại Nha Trang 2019. Xin chào tất cả mọi người, tôi Hà Lê Duẩn đấy. Hôm nay tôi lại đưa các bạn đi khám phá một tour cực kỳ đặc biệt, rất đặc biệt tại Nha Trang. Tour đi câu cá biển và lặn biển, khám phá đại dương. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi, tôi sẽ cho bạn một trải nghiệm tuyệt vời chưa bao giờ được thấy. Một tour đặc biệt tại Nha Trang. Mấy giờ đi về? Không, đi nó còn mấy giờ làm quay về lại. Chứ sư của giờ hảo vẫn giàu. Chị cơ vẫn giàu, chị chỉ truy hoán. Chính thiên, thì bạn là khai sinh và truy hoán là hẳn phang sung mà. Chứ cơ sư, đây là một số thuyền cần câu cá của chúng tôi. Cần câu cá rất chuyên nghiệp ấy. Bây giờ đến lượt là anh Phong. Anh Phong chia sẻ một số điều về câu cá này như thế nào nhỉ? Anh đã từng đi câu cá nhiều lần chưa? Đi tôi chơi là tôi là chuyên đi câu cá từ xưa tới giờ. Rồi, à, hay quá. Tôi có tuyên bố một câu mà nếu câu không có cá thì các bạn không trả tiền. Ok. Bởi vì cái thuyền chúng tôi là đặc biệt là cá câu lên và mình nướng ăn trên thuyền luôn. Ăn sống luôn hả? À? Ăn muốn ăn sống, ăn cụ tạc, muốn ăn kiểu nào, muốn barbecue cái gì. Nhưng đặc biệt cái tour của chúng tôi là câu không có cá là không trả tiền. Hay quá. Mời các bạn là nếu mà về Nha Trang thì cứ gặp chúng tôi. Thế thôi. Anh cái gì Phong à? Tôi tên là Huỳnh Thanh Phong. Anh Huỳnh Thanh Phong không những là giỏi tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Đức, biết Tuất, biết ba thứ tiếng luôn. Alright. Hello everybody. I do speak English to you, right? I promise you that I'm the one that work for a long time with the tourism. I do speak English, but my special tour only the fishing. No pay for free of charge. But when you gonna have a fish, we can barbecue right on the boat. You can eat right on the boat. You can eat barbecue or you can eat fried bag or with a mustard, whatever. So hopefully it, anybody if you come to your train, please come contact me. That's it. Okay. My name is Mr. Phong. The English name is Windy. That means gió lớn đó các bạn ơi. Hello. Rồi, cảm ơn anh nha. Đây, bắt đầu chúng tôi trên đường chuẩn bị đi này. Hôm nay tôi đưa theo bà vợ đi. Bà vợ giúp bọn tôi nấu ăn. Tôi là không biết nấu ăn. Đâu bếp. Phía sau còn có hai người đẹp đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh à? Hai người không nhìn thấy. Phong cảnh trên đường chúng tôi đi. Yes. Đây là cần câu của chúng tôi. Đây. Đây là anh Phong mấy giờ thì quay lại đây. Không, mấy giờ. Khi các bạn đi các bạn chuẩn bị theo bình đá để bỏ bia, bỏ nước. Mang theo đồ ăn, mua một số đồ ăn bếp ga, bếp nước để nấu ăn các thứ. Thì giống như cắm trại các bạn ạ. Say cục khác
dầu đã hết đã với cơn sầu, và những lúc ta quên đường về, cặp cuộc đời thả vô loan. Ai trong đời mà không nhậu, mà đã nhậu thì phải say. Rượu từ đê nó rau ra tới 5,301 xì, bia làm sao mà sánh được. Rượu là rượu, mà bia là bia. Ok, rượu là bia, là bia, là bia. Ai trong đời mà có vợ, đêm trong năm vì vợ hi vợ mà buộc hai cần anh phải đi. Vợ có nói năng chi, tôi cũng đi cho bằng được. Ai nói xui mà nói ngược, vợ là vợ, mà ta là ta. Đêm trong giường nằm chơi giờ, bàn gọi nhậu thì phải đi. Ok, đi luôn. Thì vợ coi nói năng chi, anh cũng đi cho bằng được. Ai nói xui mà nói ngược, vợ là vợ, mà ta là ta. Đây, ta. Xin hỏi bạn có say tàu không bạn? Không say à? Không say à? Hay là... Why do I touch that? Bỏ xuống này. Thảo lo. Bỏ cái đầu xuống hả? Cho nó lại gần nó ăn. Đúng rồi, nó bay mùa tan. Ôi, tụi mình quen đấy. Tớ không biết cái nó. Đấy, cứ vứt xuống đấy. Bây giờ phải giữ lại đúng không? Hả? Tháo đi nào, đám đi tháo luôn. Ôi giời. Cởi gồng cho thun mà cũng cởi không được. Ôi giời ơi. Cụt mà sợ đứt dây thun đi, hiểu không? Sợ đứt tí là giữ lại dây thun đúng không? Khỏi luôn. Cắn cụm ra sợ làm gì anh hiểu. Anh rớt này đi. Hả? Nhau nhau rồi. Rồi, chấm mùi đây, cắt ra đàng hoàng cho nó. Này khỏi cắt luôn mà chú. Khỏi cắt hả? Này tôm nhỏ mà. Nó xuống hả? Đây rồi. Đây. Đây đây. Mà nó à, tự mình nó, tự mình nó có 乐趣 à. Đâu cái lưới đâu?
chú trên này à? Ừ, nó nhìn nhìn này. Bỏ khóa ra đúng không? Ê rồi, bạn nào xuống đi. Đâu lưới đâu? Mất cái này nè, trời ơi, thấy không? Cái mà bao nhiêu à? Mở cái cầm nó ra. Bật lên, bật ngược ra, đúng rồi. Rồi. Rồi, được rồi, có lại, có cơm lại. Đấy. Không được tổ chức. Có như nào là tốt nhất. Có như nào đây? Ôi giời. Cứ bó từ đầu đuôi à? Bó từ nhà à? Không. Đừng có khổ chứ. Mọc khéo cái này nè. Đúng không? Với ngang thế này. Con cá mà nó rỉ là không bao giờ nó mất con tôm. Đấy, thế đây. Dạy nó. Rồi, thả xuống. Ơi, thả chìm luôn luôn à? Thả xuống hết. Chừng nào mà nó đụng đất bắt đầu quay ngược lên lại. Chim vật cá to, nó chết ăn không hết cá luôn, vướng mặt. Thôi, hay làm hộ tụi nó cho đây nha. Quang quang, đây đây đây. Bay lên đúng không? Bay như nào đây? Nó thẳng vô, nó dùng cước vô. Nó đang chuẩn bị bắt được con cá rất lớn này các bạn ơi. Ah, shit! Cái gì đấy? Mất rồi. Thế là buồn vậy? Cức nhỏ quá à? Dòng ghê. Cá đầu tiên của chúng tôi. Có một con này sẽ có nhiều con khác. Để nói là ở đây có cá ăn đó. Nhưng mà như một lồi là chúng tôi đã bắt đầu mệt rồi. Bắt đầu chúng tôi đến cái chỗ bè ngồi cho nó lặn. Bây giờ nói này nè, nói tiếng Trung đi. Anh với ơi, anh mà thả còng xuống là phải đúng rồi. Nhanh lên, câu tiếp đi. À, cá đẹp nhỉ. Chúng tôi bây giờ đến một cái bè để lặn biển. Đây là các... Ây, đây là mú này, đi ngồi dưới đáy biển này. Ây da. Rồi, chú tay cơ sấu quê đã đâu tay xe hải chú chỉ chảo luôn. Chú cơ sấu quê. Vâng, vâng, vô mình mà. Tại sân chén tả đi phan. Chai na bên đi phang. Biết đến thôi chiên chấm. Đi chơi thôi, bọn tôi là rất là sợ. Tôi là không dám xuống biển. Mấy người đẹp rất là gan dạ. Ba người phụ nữ là bắt chung em đây. Rất là gan dạ. Chuẩn bị đây. Đây đây. Ôi, nhìn thấy cười này. Cho đi khám phá đại dương nhé. Cho nàng đi khám phá đại dương. Giới thiệu cho mấy nàng không biết chơi như nào đâu bạn ơi. Khi nào mà khó chịu thì bịt mũi như nào ấy. Có hướng dẫn theo hết. Có hướng dẫn đúng rồi, hướng dẫn chỉ luôn từ bây giờ luôn. Luôn phải có hướng dẫn đi theo tắt. Đây là bà đây một chút. Ông ra cái cũng ngồi đi. Gọi là thức ăn á, tháo bóng đấy, em nói xong đấy là gì đấy. Thứ hai là xuống nước là phải không nói chuyện.
giao tiếp với cả một tay rồi mình cảm thấy khó chịu, muốn lên đó mình chân tay đi lên thấy cũng rất tốt, khỏe xuống á, muốn về chưa? À đúng rồi hướng dẫn xe rồi cảm thấy phải tốt rồi, giờ ok cho hướng dẫn biết cái này cảm thấy tốt xuống là sẽ sau là tay sang trái sang phải được đấy. Đây, đây. Xuống sâu thì xuống sâu. Còn không xuống sâu thì này về lên thì về. Còn nếu bình thường về. Ờ chụp hình nữa chứ. Có chụp hình, có chụp hình hả? Có chụp hình nhá. Chỉ đi màn hình cho mình nhá. Ý nói là chụp ban. Bây giờ thở mồm không thở mũi nữa. Đang kiếm một gái thôi à? Cái này không có. Đúng rồi. Chụp ảnh luôn nhá. Xuống sâu dưới lòng đại dương để xem có thể sự độ rất cao không, để xem có thể
Ok. Chuẩn. Vượt vượt qua, vượt qua phòng đỏ xa. Come on. Đây là một người bạn của tôi cũng là hướng dẫn chuyên về tiếng Trung. Đấy, bắt đầu này, khám phá đây. Đây, đây khám phá đây. Mọi người, đấy, đội cái mũ vào. Đặc biệt vô, không bị gì hết. Là oxy toàn bộ nó nằm hết trong cái mũ đấy. Mình không có sợ bị gì tất cả. Alright, everybody. You have to get it. It, you are when you're gonna go to diving. You do a dead helmet on here. If you do dead helmet, everything in the air, everything is a protection. You don't have to worry, right? You got it? Okay. Và đây là những huấn luyện. Đây là những huấn luyện viên lặn ở đây. Là đem đi đeo vào đấy ạ. Ê, ai biểu nghẹt mũi làm chi không đi được. Bị viêm mũi dị ứng rồi. Đây, đưa tôi quay ngược lại cho xem. Đây, đưa đây. Để không bay. À, tôi quay ngược lại đây là bây giờ là một em gái vẫn đang mặc đồ lặn này. Mũi không đi được. Đang mặc đồ lặn này. Nhưng mà xuống là bị cảm nghẹt mũi là không có thể lặn được. Đấy. Các bạn nhìn thấy không? Nụ cười rất tươi đó. Lần sau nữa. Lần sau hết nhiều mũi rồi đi.
đứng đây mà còn nghẹt ngọt vừa không chi rồi xuống đấy. Bình thường đi là hay cầm chai xịt muối vậy đây xịt. Đây một người đang làm. Mới xuống áp lực hơi sợ rồi. Sao khoái rồi. Cũng đầu không về, chị đã xuống cũng đầu à, sợ sợ cũng xong được đi. Kiểu ít khi tắm, ít khi lặn em chưa quen á. Em không sợ mà nó ngọt. Sát con dạ, luôn. Anh nói thôi.
Tôi nói không hề đó làm sao? Bây đừng bỏi. Ê, chị làm đi ngờ. Chị làm cái hỏi à? Nó chân chứ bảy à? Chọn, chọn, chọn. Chơi à? 我不去啊，我不去啊，啊不去啊，然后进来了吧？我去，我去，我去。啊，弄鱼啊！Tôi đã rất nhiều lần đi đảo nhưng mà chưa lần nào đến Hòn Mun cả. Lần này mới thực sự đến Hòn Mun. Các bạn thấy không? Đá đen này. Đá đen này gọi là Hòn Mun này.